Trước sự phát triển nhanh chóng của các loại hình thời trang hiện nay, những bộ cổ phục Việt Nam dường như bị lãng quên. Để gìn giữ và lan tỏa những nét đẹp truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc, một số đơn vị cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các chuỗi photo tour nhằm đưa cổ phục Việt đến gần hơn với công chúng. Các danh lam thắng cảnh như khu di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư, chùa Bích Động, Động Thiên Hà, đền thờ Đức Thánh Nguyễn, không gian phỏng dựng Chõi Châu là điểm đến của chuỗi photo tour cổ phục qua miền di sản do nhà triển lãm 3000 Art phối hợp với thiết kế và may trang phục truyền thống Đông Phong tổ chức. Ở mỗi một địa điểm, bối cảnh, những người mẫu sẽ được khoác lên mình những bộ trang phục khác nhau. Hôm nay khi mà đưa cổ phục về những cái điểm di sản của Ninh Bình thì mình rất mong là có thể đưa cái cổ phục nó gần gũi hơn, tức là đưa nó về những cái di sản một phần để tái hiện lại những cái khung cảnh xưa đó. Và có thể là cho những người khách tham quan họ đến khi mà họ thấy là cái trang phục nó hiện diện ở đây để mọi người có thể gần quen thuộc hơn về nó. Cổ phục Việt Nam là một trong những bộ áo truyền thống của dân tộc. Nó có rất nhiều loại và cũng rất là nhiều màu. Cái chất liệu thì mà khi mặc lên cảm thấy rất là thoáng mát, rất là dễ chịu. Khi mà khoác lên mình bộ cổ phục của Việt Nam thì em mong muốn có thể quảng bá tới bộ cổ phục này tới tất cả mọi người. Những chiếc áo tấc, áo ngũ thân, áo giao lĩnh, áo Nhật Bình xuất hiện ở các khu điểm du lịch của Ninh Bình với màu sắc, hoa văn sinh động, hiện đại mà vẫn rất truyền thống, kết hợp với đó là không gian cổ kính, trầm mặc, đậm chất xưa đã không chỉ tôn lên nét đẹp mà còn thu hút sự quan tâm của đông đảo những người yêu thích, tìm hiểu văn hóa truyền thống. Cũng là một cái dịp trùng cờ, tình cờ và bất ngờ thì được chụp cái cổ phục của Việt Nam mình. Rất là ưng luôn, nó chuyến đi này thì không có bỏ lỡ được. Thì qua những cái bức ảnh này á, thì mình cũng mong muốn là cái cổ phục của mình được lưu giữ và nhiều người được biết đến hơn. Như tôi thì cũng có tham gia chụp cũng nhiều về đề tài, nhưng mà riêng về cổ phục nó là một cái nét văn hóa truyền thống mà bây giờ cũng đang khôi phục lại để hiểu về truyền thống của cha ông. Và một cái điều quan trọng nữa là giới thiệu cho giới trẻ tìm về cái cội nguồn và cái nét văn hóa truyền thống. Hiện nay ngoài những chuỗi photo tour như thế này thì các cuộc triển lãm trưng bày cổ phục, trình diễn nhuộm vải mở ra đã giúp cho cổ phục Việt hiện diện nhiều hơn trong đời sống hiện đại, trở thành một xu hướng mới được giới trẻ lựa chọn mặc để chụp những bộ ảnh lưu giữ lại thanh xuân. Qua đó không chỉ góp phần giữ gìn và phát huy những nét đẹp truyền thống của cổ phục Việt Nam qua các triều đại mà còn giới thiệu, quảng bá hình ảnh của đất và người Ninh Bình đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước.